Vừa qua, tàu cứu hộ SOS Địa Trung Hải mang tên Ocean Viking đã giải cứu khoảng 120 người di cư trái phép ở ngoài khơi Libya. Những người di cư được giải cứu khi đang đi trên một chiếc cano quá tải ở cách bờ biển Libya khoảng 66 km. Họ đã được đưa lên tàu an toàn vào cuối buổi sáng ngày 21 tháng 1. Trong số những người được giải cứu có nhiều phụ nữ và trẻ em, bao gồm cả một trẻ sơ sinh mới được 1 tháng tuổi. Trước đó, hôm 19 tháng 1 đã xảy ra một vụ đắm thuyền di cư trái phép ở ngoài khơi Libya, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, trong năm ngoái đã có hơn 1.200 người di cư thiệt mạng ở vùng biển Địa Trung Hải.